Quý khách hàng không thích nhà xây liền kề, quý khách hàng đang tìm cho mình một ngôi nhà xây dựng độc lập, ngõ ô tô qua, giá rẻ, chỉ hơn 2 tỷ một căn thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này của Ngọc Ánh. Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay một căn nhà thuộc vị trí quận Hà Đông. Với căn nhà này, giá bán rất là hợp lý, thiết kế và xây dựng một căn, diện tích 36 m², hướng nhà là hướng đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà 4,5 m, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, ngõ thông, ô tô đi qua, thiết kế của ngôi nhà như thế nào? Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể. Với mặt tiền 4,5 m, ngôi nhà này thiết kế tương đối là hợp lý, mặt tiền rộng, nhà thì thoáng, hướng đông bắc thì mát, nằm trong khu dân cư đông đúc. Cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Ngoài ra, ngoài cái lớp cửa cuốn này thì bên cạnh còn có một cửa sổ để lấy thoáng ánh sáng vào trong không gian nhà. Vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần Ủy ban nhân dân phường, gần chợ trường phường Trạm, gần với lại những tiện ích xung quanh, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Trương Mỹ, đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân hoặc đi làm theo cung đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Nhà sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như theo hiện trạng Ngọc Ánh quay. Với tầng 1 của ngôi nhà hoàn thiện xong hết về hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Diện tích rộng, thiết kế được 4 phòng ngủ, đồng thời với ngôi nhà được thiết kế xây dựng độc lập, một căn lại còn nằm ở trên mặt ngõ cho nên tương đối là thoáng. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà và mời quý vị theo em vào không gian phòng bếp. Ngôi nhà này thì chắc chắn là nằm ở trong khu dân cư đông đúc rồi và đường to, ngõ thông, ô tô đi qua được. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Nói chung là thiết kế hợp lý và cái ngôi nhà này thì cửa sổ thông thoáng mọi người nha. Rất là hợp lý, tiện. Quan trọng nhất là pháp lý chuẩn chỉnh, sổ sách giấy tờ sẵn sàng bàn giao nhà cũng như là sẵn sàng giao dịch, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với ngôi nhà này thì chắc hẳn là cũng rất nhiều khách hàng hỏi là nếu mà với cái giá bán như vậy thì có thể trả trước bao nhiêu, thì quý vị có thể trả trước 700 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất và với những cái ưu đãi nhất, đến từ những cái lãi suất thấp nhất và đến từ những ngân hàng uy tín nhất hiện tại. Đây là phần tủ bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp hoàn thiện xong hết, chỉn chu đầy đủ. Tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp bếp, mặt bếp thì là ốp đá granite. Đấy. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu và xịt, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Căn nhà này thì điện nước hoàn thiện xong hết. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà, công tơ điện, công tơ nước riêng biệt, hoàn thiện xong hết cho quý vị. Tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ, ở dưới thì thiết kế là sắt sơn mỹ thuật. Đồng thời, với mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng. Và như vậy Ngọc đã review cụ thể đường hướng vị trí cho quý vị. Rồi, mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Căn nhà xây độc lập hiện tại rất là thoáng mọi người ạ. Kể cả phần cầu thang thì chủ nhà cũng thiết kế cửa sổ để lấy ánh sáng cũng như không khí vào. Trên phía tầng 2 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Hướng nhà là hướng đông bắc, mặt tiền 4,5 m, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài mọi người nhá. Quý vị nào đang tìm đúng những cái tiêu chí mà Ngọc Ánh chia sẻ thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Hợp lý, giá chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi. Phòng ngủ này cũng được thiết kế vuông vắn, đầy đủ hệ thống trần thạch cao. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Nếu như để mà hỏi vị trí từ ngôi nhà này mà lên tới ngã tư Sở thì nó sẽ rơi khoảng tầm 13 km. Đồng thời nếu như mà lên tới Hồ Hoàn Kiếm thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 17-18 km. Cho nên quý vị có thể cân đong đo đếm quãng đường đi. Còn căn nhà này phù hợp nhất cho quý vị đi làm ở Hà Đông hoặc là đi làm ở Chương Mỹ, bởi vì tính từ vị trí ngôi nhà này xuống Chương Mỹ nó chỉ khoảng tầm 5 đến 7 cây thôi thưa quý vị. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Này, rộng, thoáng. Thiết kế hài hòa, công năng hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng.
Nói chung có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị là y như vậy. Quý vị đến xem nó chỉ có thế thôi. Nó cũng không đẹp hơn mà nó cũng không xấu hơn được. Phòng vệ sinh tầng 2 sử dụng ở phần tầng 2 này. Cũng tương đối là rộng. Hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo đáp ứng tiêu chí công năng sử dụng theo từng tầng. Mời người theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh hiện tại đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà với tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2. Đấy. Đầy đủ phòng ngủ, ánh sáng này. Tự nhiên hiện tại đang trên tầng 3 này là em đang không bật điện đây. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy. Với căn nhà này thoáng, cửa sổ trước sau, ánh sáng thông thoáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Từ vị trí này mà đi ra tới chợ nó chỉ khoảng tầm 200 mét thôi mọi người ạ. Đi bộ rất là gần. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Cam kết 100% những nhà Ngọc Ánh review cho quý vị đều 100% sổ đỏ riêng biệt, pháp lý chuẩn chỉnh, rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người cứ yên tâm rằng nhà pháp lý phải chuẩn thì ngân hàng mới hỗ trợ vay tối đa 60, 70, 80% cái giá trị tài sản, đúng không ạ? Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3. Cũng đầy đủ công năng đáp ứng đúng tiêu chí cho tầng 3. Thiết kế đơn giản nhưng mà không kém phần đáp ứng đầy đủ. Mời người theo em tiếp theo tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Ánh đang đứng hiện tại là trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy thoáng ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, phần tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng thờ. Đấy ạ, bởi vì tầng 2, tầng 3 là đã có 4 phòng. Trên phía tầng 4 thiết kế phòng thờ riêng. Đây là khu vực để máy giặt trong nhà. Đây ạ. Nói chung là thoáng, mát, sân phơi. Xung quanh tiện ích đầy đủ. Công năng sử dụng lý. Mọi người tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để có thể đi xem nhà và sở hữu cho mình ngôi nhà ưng ý nhất, giá hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.